Say ghê, cứ lên ga cái là say. Thỏa thích là hai chân cắp treo luôn. Qua điểm đấy, có điểm ở nhà qua rồi đấy nè. Đấy, cái đầu trò mà nhìn thấy xong qua điểm kia nó gần cái kia là quắp kìm chết luôn. Quắp kìm chết. Cho nó chứ là cho anh Trinh thi. Vinh nhà là mạnh nào là cũng bao nhiêu ông đo ấy nhỉ, đo thiết bị nhỉ, nhiều điện đi. Thế à, hùng hùng như thế chứ đâu nhỉ, hùng quá đấy, hưởng hả, hưởng quá rồi, cá quá rồi, tùng quá rồi, thương quá rồi, à. Mạnh quá rồi, thuấn hết chưa. Cái này nó còn xây dựng bao giờ mới xong. Các quý vị là sẽ đu với loại đủ trọng trộn riêng dương hết một tầng về tiếp. Cái con xây dựng cái này kinh nhỉ. Xe đưa đâu mở đường hết anh nhỉ. Cái bộ này. Đấy, bộ dưới. Trên này gió mạnh đấy, trong cháu cũng quay tít đấy. Gió một cái đuôi hướng gió, anh chỉ nhìn một cái quay ấy, một cái bên cạnh nhé. Cái kia là chỉ hướng gió đấy. Đấy, lắc theo chiều gió đấy, đó, đó. Cái bên kia là cái chiều gió thôi. Qua bên nhà mà. Chỉnh chưa được. Tàu chậm làm sao? Tàu lượn. Đấy, đấy cả cần phân phối bê tông. Tàu lượn này không hoạt động ngày, mới có đâu kia. Có thì phải xuống đi phát đấy. Không đi đâu, em phải đi phát đấy. Sợ. Chạy đấy cái độ chậm em nhá anh. Phanh mẹ không mình. Đà Lạt xin thế kinh gì? Cái dép kìa. Có cái phanh bên này. Giờ bên nó hạ bậc cái kia ra.